Bộ Công Thương vừa ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoạt động của 7 công ty đa cấp, trong đó có một số tên tuổi như là Thiên Ngọc Minh Uy, UniCity, Amway Việt Nam. Việc thanh tra chủ yếu tập trung vào các hoạt động liên quan đến việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp. Bảy công ty bị thanh tra bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngọc Minh Uy, công ty trách nhiệm hữu hạn UniCity Marketing Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Amway Việt Nam, công ty cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam, công ty cổ phần Liên kết Trí thức, công ty cổ phần Liên minh Tiêu dùng Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhượng quyền Thăng Long. Quyết định nêu rõ thẩm quyền và nhiệm vụ của đoàn là kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp, phát hiện, lập biên bản và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm của doanh nghiệp. Sau đó, đoàn phải báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương về kết quả kiểm tra. Hoạt động của các đơn vị kinh doanh đa cấp gần đây nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận sau khi lãnh đạo hệ thống kinh doanh đa cấp Liên kết Việt bị cơ quan công an khởi tố với cáo buộc giả danh công ty thuộc Bộ Quốc phòng, lôi kéo lừa đảo hàng chục nghìn người dân tham gia kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng và máy chăm sóc sức khỏe. Theo cáo buộc, từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 7 năm 2015, ban lãnh đạo Liên kết Việt đã phát triển hệ thống đa cấp với hơn 45.000 người tham gia. Tổng số tiền thu trên 1.900 tỷ đồng. Gần đây, có 5 công ty đa cấp đã bị Bộ Công Thương rút giấy phép và một doanh nghiệp vừa xin trả lại giấy phép.